giữa tháng 2 năm 2023 vừa qua, xã Phước Hưng được Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đây là một kết quả của sự phấn đấu trong nhiều năm qua của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hưng đã chung tay đưa kinh tế, xã hội trên địa bàn phát triển ổn định. Các mô hình sản xuất nông nghiệp có sự đột phá mạnh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, lẫn tinh thần người dân. Tình hình an ninh chính trị, Gia trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Ông Nguyễn Thái Nhà, xã Phước Hưng cho biết, sự thay đổi lớn nhất trong những năm qua trên địa bàn xã Phước Hưng là hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, giúp địa phương chuyển dịch những vùng sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái, nhà màng trồng dưa lưới, dưa lê, mặn. Giúp bà con tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm được tăng lên gấp nhiều lần, đầu ra luôn được ổn định so với trồng lúa như trước đây. À, cao hơn lúa rất nhiều, gấp trên 10 lần. À, cụ thể chú nói cụ thể. Cụ thể như một vườn dưa lưới về thu hoạch à, một vụ về khoảng nếu mà ít lắm cũng được 90 triệu. Thì trong đó mình à, lãi cũng 50 triệu rồi trên một trên một công trên một công một năm có thể mình thu hoạch bốn vụ bốn vụ một vụ vậy là thu hoạch nó từ ngày trồng tới ngày thu hoạch là hai tháng sản phẩm thì thành phố nó, nó xuống nó cân hả nếu mà mình à, dưa mình chín rồi thì điện lên trở là nó xuống nó cân hết giá cũng ổn định ông lê hữu phúc giám đốc hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ bơm tưới công nghệ cao xã phước hưng cho biết tính đến nay trên địa bàn xã Phước Hưng đã thành lập được hai tổ hợp tác sản xuất lúa giống và chăn nuôi bò, ba hợp tác xã nông nghiệp thu hút hàng trăm nông dân tham gia. Điều này thể hiện các tổ chức kinh tế tập thể thời gian qua đã khẳng định vai trò trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, liên kết với công ty, doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân và mỗi năm có trên 200 hecta của các mô hình liên kết sản xuất được ký kết tiêu thụ sản phẩm. Điều tuyệt vời nhất là À, trước mắt là người dân sẽ được hưởng lợi từ cái chương trình nông thôn mới này à, cũng mở nhiều cái lớp tập huấn à, cho nông dân như hợp tác xã để đi à, đến đó người ta sẽ hướng dẫn mình cái cách à, sản xuất nông nghiệp à, mang lại hiệu quả cao và à, nhờ đó từ cái chỗ mà đảng nhà nước quan tâm đến người dân thì à, những cái chính sách mới sẽ mang về cho địa phương để mà cùng nhau để phát triển để trở thành nông thôn mới yeah, bờ, bờ, ở bên dừng Ông Võ Văn Ngoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Hưng khẳng định, sự tích cực vận động nông dân chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Bên cạnh đó, xã Phước Hưng còn phát triển nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh sản xuất nông nghiệp, thu hút được nhiều lao động tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn dưới 4%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 53 triệu đồng trên người trên năm. Đến thời điểm hiện tại, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Phước Hưng đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc. Các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn rõ nét như điện, đường, trường trạm, đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Có thể nói thì cái mục tiêu đề ra đó, xây dựng nông thôn mới là mục đích chính là để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân và mức hưởng thụ của người dân về cái tinh thần, thì có thể thấy thì trong thời gian mà xây dựng nông thôn mới đến thời điểm này đã đạt, thì đời sống người dân phải nói nâng cao một bước rất là rõ rệt trong cái việc mà cái vật chất cũng như là cái tinh thần hưởng thụ của bà con. Trong thời gian tới thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hưng sẽ là tiếp tục duy trì nâng chất các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt được, đặc biệt là xác định các tiêu chí chỉ tiêu mà nó đạt nhưng mà cái mức độ hoàn thành nó thấp thì sẽ là tiếp tục nâng chắc hơn nữa để làm sao giữ vững cái danh hiệu xã nông thôn mới và tiếp tục thực hiện cái xã nông thôn mới nâng cao